tối đa là 60 đúng không? 40. 40. À, nhưng mà trước khi vô thị trấn anh phải thông báo với bạn là vô thị trấn. Đúng rồi, nếu mà các bạn 40 màu đỏ anh có đỏ là bạn tạm thời anh. Còn bản kia là đúng rồi, bản màu đỏ đó. Đây là đường quốc lộ. Nhưng mà qua khu vực đông dân cư anh. Đúng rồi, cứ là vô thị xã là cứ là 40 là đúng. Cứ đâu vô thị xã đâu. Dạ. Rồi, còn nếu mà có 40 anh quay lại từ đầu anh quay lại đi về làm anh em rồi quay lại camera luôn phải tôi dẫn bà xã đi cho bà dạ vô tấm lề luôn rồi sao vậy bà con có xe vậy mà sao các bạn không có xe chạy tới em coi hình ảnh đàng hoàng người ta thứ hình ảnh đàng hoàng anh vừa thôi nhưng mà tao không biết anh con thủy cho anh coi thủy lại nha anh thủy lại xa đó nha xa xa đó đi tại vì chưa là tấm lề chạy vô anh em giờ cứ coi chị nhìn kỹ vô camera anh coi kỹ đi, coi kỹ đi, coi kỹ đi, anh coi kỹ đi, anh vượt qua xe đúng không, vượt qua xe tải đúng không? Đúng, tung lề mới chạy ra. Không, anh tung lề mới chạy ra mà. Anh phải cấm đầu này là 40 và đầu này hết tốc độ, cấm là. Có không? Tung lề mới chạy ra. Nếu mà đây cấm là người là cấm nha, tội ghê đó. Chị thông báo chị khu vực này là cấm quay camera ghi hình cho chị nha. Không giờ cấm được á. Không giờ cấm camera được. Thôi chị quay cũng là cái lực gì mà cấm. Anh này đó cấm à quay ảnh luôn. Quay ảnh luôn. Quay ảnh quay chị quay đi luôn. Quay đi. Cấm gì hết. Quay đi. Làm gì xin tôi vậy? Đây, đây làm gì có người biết không cậu? Đây làm gì có người rượu đâu. Đây làm gì có người rượu đâu. Rượu không? Trời ơi. Quý dương, anh làm gì anh đã đẩy cái bấm đập mà chạy. Đúng không? 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 Đúng không